Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Dòng FCG thì có rất là nhiều loại touring khác nhau và ngày 6 tháng 1 năm 2019 này em đang về một chiếc FCR 3100 màu xanh rất là lam tính và độ mới còn khá là mới, thì em xin làm một cái clip ngắn đánh giá cái chi tiết cấu tạo của chiếc xe này và độ mới của nó. Vâng ạ, tổng thể chiếc xe các bác đang nhìn đây đó là chiếc xe FCR 3100 màu xanh rất là đẹp. FCR 3100 vẫn là như cái dòng trước thôi, thì dành cho các bác chưa xem thôi, còn các bác nào đã theo dõi rồi thì nói chung là 100 chiếc xe mà nhà máy sản xuất ra thì nó giống nhau cả trăm thôi. Thì con này nó là cấu tạo khung nhôm, sơn thì em thấy là những cái dòng mà em nhập gần đây thì đều qua sử dụng ít thôi, cho nên là sơn nó còn rất là mới, rất là mới luôn, không có vết xước nào lớn cả, mà người ta cũng rất là giữ bên nước ngoài chứ không phải bên Việt Nam. Bên nước ngoài bên mà đóng hộp các tông mà gửi máy bay luôn, cho nên là không phải vứt ở trên bãi, nên là không có vết xước nào mà gọi như là đè lên nhau cả, cho nên là xe rất là đẹp. Chiếc xe này thì có size là size M. Size M là dành cho những các bác cao từ 1m65 cho 1m75 là đi hợp lý. Công nghệ thì alu XX của Gian quá nổi tiếng rồi. Đấy, phanh V. Đằng sau của chúng ta thì trang bị một cái clip thả 8 tầng và cái bộ đề Shimano Asera. Shimano Asera là cao cấp, đứng thứ 3 từ dưới lên trên Tourlay và Antut. Đằng trước của chúng ta thì có một bộ đùi đĩa 2 tầng và một bộ cái gạt đĩa. Vành của dòng touring này thì tất cả đều là dòng 700C. Vành 700C, lốp vừa này là 700C hết. Thì cái quả lốp này rất là dễ thay và rất là thông dụng. Nếu mà có hỏng hay là gì thì các bác hoàn toàn có thể thay thế một cách dễ dàng. Yên của chiếc xe thì em thấy là rất là đẹp, không có vết xước, vết rách gì cả. Yên đẹp lắm. Vâng. Về phần càng của chúng ta thì là chúng ta có càng nhôm, càng đằng trước bằng nhôm luôn. Phanh V. Mayer cũng là hiệu Gian luôn ạ. Đằng trên tay cầm của chúng ta thì vẫn là tay bằng thông thường của dòng touring. Tay bấm xả 8 tốc độ cho đĩa lip, cho lip và 2 tốc độ cho đĩa đằng sau đằng trước để chuyển tổng có 16 tốc độ khác nhau. Ghi đông phốt cọc vẫn là của hãng Giant luôn. Đằng bên này thì em thấy là sơn này cũng khá là đẹp, không có vết xước gì lớn cả. Size M phù hợp cho người các bác đạp cao từ 1m65 cho 1m75. Còn các bác mà dưới 1m65 thì chọn size S. Dưới nữa khoảng 1m5 mấy thì chọn 1m55 ấy thì chọn size S. Còn con này là size M. Đây, bay Mayer đằng sau của chúng ta đây cũng là Mayer có Gian đây. Thế thời tiết này thì trời tối rất là nhanh. Nên là tổng thể chiếc xe thì theo em đánh giá thì cái độ mới của con này cũng phải được 90%, rất là mới. Nó chỉ hơi bẩn thôi, em không có chưa rửa. Còn về sơn là không có vết xước lớn. Độ mới rất là tuyệt vời. Và giá bán của chiếc xe này là 5,5 triệu, bao ship toàn quốc, thì bác nào quan tâm mình liên hệ với em nhé. Vâng, và em đã tiến hành đánh giá trong xong chiếc xe đạp. Và các bác nếu muốn sở hữu thì các bác hãy nhắn tin vào Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943 và em là Kiên. 0975 709 943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi cũng vẫn phải là làm việc bằng hình ảnh, thì nếu bác nào mà dùng Zalo thì các bác có thể nhắn tin cho em luôn. 0975 709 943. Và ngoài ra em còn rất là nhiều các xe đạp khác, nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao, các những cách hướng dẫn sửa chữa hay là mọi kiến thức về liên quan đến xe đạp nói chung, thì các bác hãy ở trên Facebook các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em để theo dõi em. Ở trên YouTube thì các bác ấn tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Nó ra kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, bên cạnh nút đăng ký thì ấn chiếc chuông, ấn hình cái chuông để các bác là những người đầu tiên được xem video khi em up lên kênh. Ngoài ra em còn bán thêm một cái dòng sản phẩm, đó là đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và một số dòng thụy sĩ
hay là dòng đồng hồ Nga cũ thì các bác có thể qua Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để theo dõi những cái mẫu đồng hồ đó, hoặc là lên YouTube tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những cái đồng hồ đeo tay đó em bán. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.